Nếu mà em đẻ được con trai thì sẽ cho em khách sạn. Còn em đẻ được con gái thì sẽ cho căn nhà. Nếu sinh đôi thì sao ta? Cả hai. Thôi. Kiểu có một lần em đã từng cãi cô mà kiểu em ra khỏi lớp luôn, là bởi vì cô đó nói bố mẹ em là chỉ biết kiếm tiền không biết dạy em, chỉ biết kiếm tiền không biết dạy em. Em tức quá em đá bạn em đi ra. Thì lúc đó là cô gọi điện về nói với bố mẹ em là em làm kiểu bỏ ra khỏi lớp, mất dạy. Thì lúc đó bố em lên trên trường để rút cái tờ học bạ về á. Thì bố em khóc ở trên trường, bố em đau lòng vì khi em nghỉ học. Em cũng không phải là một đứa bé mà kiểu như là ngoan ngoãn cả. Có lần em ăn cắp tiền, em có ăn cắp tiền luôn. Lúc mà em về Việt Nam thì em là quậy phá, em vẫn không phải là một gì cái đàng hoàng cả. Nhưng mà đến tuổi 28 thì em cũng giống như Trang, em mới bắt đầu nhận ra và hiểu được rõ là tất cả cái gì là người mẹ mình đã hy sinh và làm cho mình. Trời ơi trời, làm gì để xem phim vậy? Ăn lướt Facebook thôi, cha mèo Facebook chạy hơi vòng vòng như bố. Ôi ôi, cái dàn máy của em khủng khiếp quá. Ta một dàn máy chỉ có 2 màn hình thôi. Ông xem mà ship ổng tới 3 cái màn hình lận. Ôi chà, đúng là một streamer, đúng này, là một vlogger. Cái này là từ hồi xưa mà em làm stream thì em mới có yêu cầu cao như này. Bây giờ em dùng đúng đa số ít dùng này lắm, em dùng 2 cái à. Hồi xưa thì tất nhiên em dùng tất cả 3 luôn. Nhưng mà đó tất cả đồ mà hồi xưa em có làm streamer còn hết mic nè. Nè mic nè, đúng không? Nè, qua đến webcam là đúng, không thiếu một cái. Ủa, còn cái này là cái gì đây? Dạ, cái này là sound card cho cái mic à, cái này để chỉnh âm thanh. Nếu mà hát hò hay cái gì đó là đây có luôn, là không thiếu. Em không thiếu một cái gì cả. Trời ơi coi nè, ổng làm cái dàn máy ổng khủng khiếp không? Có cái chữ Cemesis nữa kìa. Cái này hồi xưa là bên hãng vi tính là người ta hỗ trợ em. Dạ, cái máy này là đa số để mang đi người ta để làm show của người ta trưng bày á. Máy này trước là nhớ là như 147 à? 147 triệu. Dạ. Nó mạnh không em? Mạnh. Nhưng mà bây giờ cái này 3 năm rồi. 3 năm em chuẩn bị được. Lúc mà Xoài Non lấy em làm chồng thì đã có một số cái dư luận ở trên mạng nó không hay về cái việc là Xoài Non chấp nhận lấy em vì một cái mục đích thế này thế kia. Dạ. Thì em nghĩ sao về cái chuyện đó? Em thì nó không ảnh hưởng em nhiều, nhưng em nghĩ cái đấy là nó ảnh hưởng tâm lý vào em nhiều hơn. Tại vì người ta sẽ nghĩ xấu về vợ em nhiều hơn. Ai cũng đánh giá em kiểu hồi xưa là em cũng đào hoa, em đi chơi này nọ. Thế vậy kiểu là em quen vợ em cũng bởi vì là cái cuộc chơi thôi. Em thấy mấy cái điều đấy là ý kiến của người ta, và em đã thể hiện được luôn là sau bao nhiêu người nghĩ xấu về vợ chồng em như thế này là chỉ quen nhau bởi vì cái mục đích này. Thì hai vợ em chứng tỏ luôn đã quen nhau bây giờ là được ba năm rồi, cưới nhau luôn rồi, đã tính đến có con rồi. Nếu mà cái này không đủ vừa cho người ta nữa thì chẳng bao giờ đủ vừa cả. Chỉ mình trong cuộc mình hưởng, hay là cái cuộc vui gì đến, hay là cái niềm buồn hay gì đó đi, là mình là người hưởng. Nên vậy, nếu bây giờ em cưới vợ em mà em thấy hạnh phúc như này thì cái điều đấy chỉ có em quan tâm thôi, lời nói người ta không ảnh hưởng gì cả. Đúng vậy. Bây giờ anh muốn hỏi nè, về cái chuyện gọi là cái mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Và cái mối quan hệ giữa em và bên gia đình của bên vợ. Thì nó như thế nào? Em được may mắn là trong cái khoảng gia đình của em, rất là giữa hai bên gia đình á, thì ai cũng hòa đồng, mà ai cũng rất là vui và thoải mái cả. Mẹ em thì cũng có một cái phần nào đó gọi là tính kiểu Tây. Mẹ em là người mà đưa em mới nước ngoài sống từ bé mà. Thì mẹ em cũng hiểu được cách sống bên đó và cách suy nghĩ nó rất cũng khá là thoáng. Thì với cả hai nữa, vợ em cũng như em nói, vợ em cũng rất là trẻ lên vậy, cái tính vợ em rất là con nít. Và mẹ em là chưa bao giờ có đứa con gái. Mẹ em là rất là mong là có đứa con gái từ bé rồi, nhưng mà còn hai đứa con trai à. Bây giờ coi như là đón về một đứa em bé mới. Rồi về phía em với bên gia đình vợ, lúc mà em mới về đi thì cũng hơi bất ngờ. Em mới nói cho bên gia đình mà vợ thì nói là em lúc đấy em 30 tuổi. Thì kiểu người ta cũng hơi sốc một tí. Và cũng sốc hơn nữa là khi mà em với vợ em cưới nhau, vì là mẹ vợ đi thì cũng kiểu là định là cho con ngoại lớn lên khá là nhiều rồi. Mới bắt đầu cưới,
khi tiếp xúc với gia đình ấy, thì ban đầu người ta cũng hơi khó hiểu một chút. Nhưng mà từ từ người ta thấy bản chất của em là em cũng kiểu sống kiểu Tây ấy. Tất nhiên em rất thoải mái và em cũng rất là take care và chăm sóc cho vợ em. Thì gia đình vợ em thấy được điều đó và cũng tôn trọng và cũng ủng hộ. Nói chung là bên vợ em nhưng mà cũng là thương chàng rể này đúng không? Dạ thương, cũng thương nhiều ạ. Em được may mắn là tất cả gia đình em và gia đình mẹ vợ ai cũng thương em rất là nhiều. Anh hỏi nha, đó giờ em có làm gì cho bé Trang nó buồn? Em nghĩ có nhiều thời gian là em hơi bỏ bê vợ em cho phần em ngồi chơi với bạn bè em, nói chuyện với bạn bè em nhiều. Em nghĩ em hay bỏ bê vợ em ở chỗ đấy. Và em nghĩ cái đấy khiến vợ em buồn nhất. Bởi vì công việc của em xung quanh vòng vòng là trên mạng xã hội nhiều và cũng trên máy vi tính rất là nhiều. Khi mà tất cả anh em làm cũng đa số là đêm, thì cỡ khoảng 10 giờ 11 giờ bắt đầu. Xong rồi đến khoảng 3-4 giờ sáng mới xong. Hồi không 3-4 giờ sáng mấy khi bọn em còn ngồi nói chuyện, là nghỉ, lúc mà nghỉ rồi thì còn ngồi nói chuyện với nhau, tâm sự, nói chuyện đủ thứ. Đến khoảng 5-6 giờ sáng thì mấy khi em cũng cảm giác là vợ em cảm giác nó hơi bị tủi thân. Là cũng kiểu như là cũng muốn chồng vô phòng sớm, kiểu xem phim chung, kiểu hay cái gì đó. Nhưng mà em nghĩ cái điều đấy là cái điều mà làm vợ em chắc là buồn nhất. Như trong cuộc sống bình thường, hai bây giờ em rất là hợp nhau, cũng khá là hạnh phúc. Nhưng mà trong cái thời gian mà kiểu là em làm việc của em thì em thấy em cũng hơi bị vô tâm một chút. Nhưng mà bây giờ đã cải thiện được một phần nào chưa? Dạ, cái đấy thì từ hồi đỡ hơn nhiều lắm. Em đã nói hồi xưa là em ngồi đây từ sáng đến tối. Bây giờ là em sẽ sợ rằng nguyên ngày, vì em hiểu là tối em đa số em làm với bạn em rồi. Thì nguyên ngày em sẽ dành thời gian cho vợ nhiều hơn nếu mà vợ có yêu cầu. À, và em muốn đi đâu thì em muốn chiều hay muốn. Giống nhau đấy hả? Giống nhau luôn. Phải xẻ ra vậy. Không là nó dễ vỡ ạ. Nên là vẫn phải xẻ ra thì nó mới cố định được. Cố định cái này khó phết đấy. Cái hôm mà cái anh dưới đắp đấy bị vỡ một tấm. Thế là cuối cùng lại phải thay một tấm. Đúng rồi. Đó. Tại vì một tấm thế xẻ mất đôi luôn ra. Thì mất cả một nửa luôn. Cái này là phải cẩu vào đấy. Bây giờ may mà còn đấy. Mà làm khó lắm. Từ ở trên phụt xuống ạ. Nước là phải quay này. Chứ không phải lau lau được từng con. Khó phết. Có mỗi nhà cháu làm thôi. Còn các nhà khác người ta không làm nhiều, đâu. Nhiều cái khu, ví dụ như ở trong cái khu của Malaysia họ cũng thiết kế kiểu này. Ý là nếu nó thiết kế luôn thì hay. Họ có thiết kế không cần. Ít người. Các city đấy. Các city lúc cháu vào đấy rồi. Đúng không? Đây là gần trung tâm luôn. Thì đấy thì cái kiểu. Nhưng mà Park City nó đẹp chứ. Park City đẹp. Nó làm cái không gian rất xanh. Xa hơn. Xa quá nên là cháu mua. Xa chỗ làm. Nhưng mà xa quá. Lúc đó xong rồi. Đang đấy là lúc đấy cũng mới. Lúc đấy có họ cũng mới xong rồi. Đúng rồi. Phân khu đấy. Chỉ có phân khu đấy thôi. Phân khu khác thì không đẹp. Khi mình nhận là cái chỗ kia là nhà vệ sinh kìa. Thế ạ. Đấy. Đúng rồi. Nhà chị phải cho sang bên này đấy. Vâng. Đập hết đi. Đập hết đi. Cái này là cái gara. Đấy, đấy. Đập hết đi này. Đấy. Đập hết đi, chuyển lại hết ạ. Chỗ kia là chỗ lồng lường luôn. Đấy, xong lại thâm không? Thông đấy không có ở chỗ kia là tránh cái tường cơ. Đúng rồi. Đấy. Thế là sửa sang vào. Mới được. Nhưng mà mình nhiều nhà người ta để nguyên người ta ở mà. Đúng rồi.
sửa sang. Và nhà mình phải dán giấy tường các thứ này. Tại lúc cái chỗ kia thì ba ly rồi xé. Chỉ lốt này mà tết ghê rồi. Ô. Tết nữa rồi chỉ lốt. Cầu ấy, ở Phú Thọ ấy là họ Lê Diên. À, tức là Lê Diên là một cái đệm của họ. Đúng rồi. À, Lê Diên. Thế em cứ thắc mắc là. Ok, mình quay máy chạy. Chạy. Đang bao một tay không té ơi. Xong. Mở khuôn. Dạ mở khuôn. Vâng. Vâng, hôm nay mới được. Ngại. Đến nhà gia đình chị Thủy Tiên Diên Hạnh. Vâng ạ. Một cái tên rất là thắc mắc đấy. Vâng. Nên là muốn hỏi là cái Diên là cái tên đệm là như thế nào thì chị có thể chia sẻ cho khán giả biết. Một cái tên cũng là rất là hay. Khá là lạ đúng không?